Không có khó hiểu khi chuyến làm khách đến sân Tottenham Hotspur Stadium của đoàn quân huấn luyện viên Mauricio Pochettino được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 11. Không chỉ dừng lại ở những món nợ ân oán trước đó, mà cuộc chạm trán này còn được diễn ra ở một thời điểm đặc biệt nếu nhìn rộng hơn về sắc thái đối lập đến từ hai đội bóng. Chắc hẳn nhiều người vẫn còn chưa thể quên được cú từ chối bắt tay định mệnh ở khuôn khổ lượt đi mùa giải trước giữa Antonio Conte và Thomas Tuchel, phần nào làm báo hiệu cho một mùa giải sóng gió của cả đôi bên. Và rồi chiến dịch mùa giải 2022-2023 của cả Chelsea lẫn Tottenham đều khép lại trong nỗi thất vọng. Vấn đề của cả hai đều là ở vị trí huấn luyện viên, trong khi các thủ bên phía đội bóng Bắc London bị chính cựu thuyền trưởng của họ chỉ trích là thiếu ý chí chiến đấu, dẫn đến những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Thì về phần The Blue, họ thậm chí còn thê thảm hơn dưới sự dẫn dắt của Graham Potter hay sau đó là Frank Lampard. Cũng chính việc mất đi chiếc vé tham dự đấu trường cúp châu Âu đã khiến cả hai như bấm nút reset lại toàn bộ hệ thống của mình. Nhưng có vẻ như hệ quả của cả hai là tương đối khác nhau, hay nói đúng hơn là đối lập hoàn toàn. Một bên thì bay cao trong tuần trăng mật cùng Andre Postecoglou, một bên thì vẫn chật vật định hình lối chơi dưới bàn tay của Mauricio Pochettino. Xét về phong độ của Chelsea và Tottenham vào lúc này, thật khó để có thể tìm ra một kịch bản để giúp thầy trò huấn luyện viên Pochettino có thể ra về với một kết quả có lợi. Nhưng khó không có nghĩa là không thể. Công bằng mà nói, cả hai đều đang có trong tay những nhân tố có thể thay đổi được cục diện của trận đấu ở mọi khu vực trên sân, đặc biệt là những cá nhân xuất sắc trên hàng tấn công. Về phía đội chủ nhà, sự ra đi của Harry Kane hồi đầu mùa đã làm dấy lên những mối lo ngại về sức công phá của Tottenham, bởi nhiều người vẫn thường nói Kane là người đã một mình gồng gánh đội bóng này trong suốt khoảng thời gian mà anh thi đấu tại đây. Nhưng khi mà một cánh cửa này khép lại thì cũng có cánh cửa khác được mở ra. Niềm kỳ vọng này đã được chuyển sang cho Son Heung-min, người vốn gặp không ít chỉ trích vì phong độ chạm đáy trong mùa giải trước. Nhiều người từng đùa vui rằng Tottenham Hotspur quyết định mà Postecoglou, một vị chiến lược gia, cho thấy cái duyên dẫn dắt các thủ Á Châu để mở khóa Son Heung-min, và quả thật kịch bản này đã xảy ra. Kể từ khi được thử nghiệm ở vai trò mới, được đặt chơi cao nhất trên hàng tấn công, chân sút người Hàn Quốc ngay lập tức tạo ra một phản ứng ngoài mong đợi bằng việc đóng góp 8 bàn thắng và một pha kiến tạo chỉ sau 10 lần ra sân. Không chỉ sở hữu bộ chỉ số về tốc độ và kỹ năng dứt điểm, những năm tháng thi đấu tại đấu trường cao nhất nước Anh đã rèn luyện cho Son khả năng di chuyển thông minh, cùng với đó là một chút sự tinh quái cần thiết để đo ni đóng giày vào lối chơi của Postecoglou. Dù vậy, đối thủ mà Son Heung-min sẽ phải đương đầu trong trận đấu sắp tới sẽ là một Thiago Silva dày dạn kinh nghiệm. Phải thừa nhận rằng, dù trong cuộc binh biến tại Stamford Bridge trong suốt thời gian qua, có người đến có người đi, thì Silva vẫn đang ở lại và được xem là một cây đại thụ sừng sững, đáng tin cậy nhất trong hàng phòng ngự ở Chelsea. Có thể sẽ có ý kiến cho rằng ở những tình huống đua tốc độ hay các cuộc đấu thể lực và sức bền bỉ trong suốt 90 phút của trận đấu, vấn đề về tuổi tác sẽ khiến Silva thua thiệt hơn so với Son Heung-min. Nhưng nên nhớ phẩm chất tối ưu của trung vệ người Brazil chính là khả năng đọc tình huống và chỉ huy hàng phòng ngự, điều cần có để hạn chế tầm hoạt động của tiền đạo đến từ xứ sở kim chỉ. Ngoài ra, việc đặt Silva với một trung vệ trẻ có tốc độ và sức mạnh thể chất tốt là một phương án hữu hiệu để hạn chế yếu điểm của Silva, đồng thời tận dụng được yếu tố về kinh nghiệm của anh để giữ vững cự ly đội hình, có đó tạo nên sự chắc chắn trước khung gỗ của Robert Sanchez. Do đó, màn so tài của Son Heung-min và Thiago Silva rất có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của cả trận đấu. Nếu như Tottenham có một mẫu chân sút đã có đến hơn 100 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh, thì ở chiều ngược lại, đại diện đến từ Tây London cũng sở hữu một mẫu cầu thủ tương tự như thế, đó là Raheem Sterling. Bất chấp rằng phong độ và khoảng thời gian cầu thủ chạy cánh người Anh tại Stamford Bridge được ví như một chuyến tàu lượn, thì không thể bàn cãi rằng ít nhiều Sterling đã khẳng định được tên tuổi và tất cả những phẩm chất tiêu biểu của mình trong suốt giai đoạn chinh chiến ở xứ sở sương mù, dù đó là Liverpool, Man City hay bây giờ là Chelsea. Trong thời điểm mà một mẫu cầu thủ có hiệu suất đầu ra tốt như Nkunku vẫn chưa thể trở lại, trong khi những gương mặt mới nổi mang tên Nicolas Jackson hay Mikhailo Modric vẫn đang chật vật trong việc hòa nhập, thì không ngoa khi nói Sterling đang là đầu tàu gánh vác trọng trách ghi bàn cho Chelsea. Dẫu rằng đoàn quân huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn đang hứng chịu nhiều chỉ trích về mặt trận tấn công với chỉ 13 bàn thắng sau 10 vòng đấu, nhưng rõ ràng trong tay ông vẫn đang sở hữu một Sterling có thể tạo ra đột biến cũng như thay đổi cục diện của trận đấu bất cứ lúc nào. Mùa này, cầu thủ sinh năm 94 thường xuyên được đẩy lên cao và tạo điều kiện để xâm nhập vòng cấm của đối phương, hoặc đơn giản hơn là những tình huống xẻ vào nách trung lộ từ những đường truyền chuyển đổi trạng thái tốc độ cao đến từ các thủ ở tuyến giữa.
rất có thể trong trận đấu sắp tới đây cũng không phải là ngoại lệ, nhất là khi Pedro Pojo là mẫu hậu vệ có xu hướng thường xuyên tham gia tấn công, đồng nghĩa rằng không phải Pojo mà Romero mới là người sẽ được cắt cử quan sát, nhất cử nhất động và thường xuyên bước vào cuộc đấu tay đôi với cầu thủ này. Xét về khả năng tranh chấp tay đôi, không phải không có lý do mà hậu vệ người Argentina đang dần trở thành một trong những trung vệ thuộc dạng top đầu tại ngoại hạng Anh. Ngoại trừ ngày thi đấu xui xẻo tại Derby Bắc London với Arsenal, Romero đã thể hiện được bản lĩnh của mình trong các trận đánh lớn kể từ đầu mùa, chẳng hạn như là trận gặp Man United hay Liverpool. Vẫn chưa thể khẳng định được rằng liệu Pochettino có mang đến bất ngờ gì trong cách sử dụng Sterling hay không. Nhưng dù sao thì khả năng quấy phá của anh, những tình huống đi bóng lắt léo và các pha bứt tốc khai thác vào khoảng trống sau lưng của Pedro Pojo dự kiến sẽ là miếng đánh tối ưu nhất mà nhà cầm quân người Argentina có thể sử dụng để tạo ra những bước ngoặt. Vì thế đây cũng là một khu vực rất đáng chú ý trong lần chạm trán này của hai đội bóng. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là điểm nóng nhất trên mặt cỏ Tottenham Hotspur Stadium vào khuya này. Hãy nhìn qua những gương mặt dự kiến sẽ có mặt trong hàng tiền vệ của hai bên để thấy được tuyến giữa mới thực sự là nơi khốc liệt nhất. Bộ ba Pape, Matasa, Yvette Bissouma và James Maddison vẫn đang là những sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Ange Postecoglou. Từ đầu mùa, ba cầu thủ này đã phối hợp với nhau cực kỳ tốt để kiến thiết nên lối chơi sở trường của vị chiến lược gia người Úc. Trong khi Pape Sa và Yvette Bissouma thiên về nhiệm vụ dọn dẹp và tạo ra khoảng trống, thì sự bổ sung mang tên James Maddison đã thổi một làn gió mới vào lối chơi của cả đội. Trong vai trò của một nhạc trưởng, bàn hợp đồng đến từ Leicester đã để lại những màn trình diễn thượng hạng và được xem là mắt xích chủ chốt cho vị trí hiện tại của gà trống. Ở đầu bên kia, Chelsea cũng không hề kém cạnh với bộ đôi đắt giá Enzo Fernandez, Moses Caicedo phối hợp cùng sản phẩm từ lò đào tạo Cobham, Conor Gallagher. Sau những sai lầm đáng quên hồi đầu mùa, Caicedo đã dần bắt nhịp được với những người đồng đội tạo nên một tấm khiên vững chắc ngay trước hàng phòng ngự. Sẽ không quá khó hiểu nếu như trong trận đấu sắp tới, chúng ta sẽ được nhìn thấy những khoảnh khắc mà Caicedo sẽ bám theo James Maddison như hình với bóng để hạn chế tầm hoạt động của cầu thủ này. Còn với Enzo Fernandez, đơn giản mà nói thì anh vẫn đang từng bước khẳng định được giá trị của mình khi trở thành hạt nhân trong đội hình của Pochettino, chủ nhân của danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2022. Không chỉ là người giỏi châm ngòi cho các đợt lên bóng của The Blue, mà anh còn là nhân tố luân chuyển bóng chính trong các tình huống chuyển đổi trạng thái, là cầu nối đưa bóng đến chân của cầu thủ tuyến trên. Tuy nhiên cần nhớ, Pape Matasa cũng là một mẫu cầu thủ được đánh giá cao về khả năng chống phản công. Và cuối cùng phải thừa nhận rằng Cobham Boy đã lột xác một cách rõ nét trong mùa này khi mà khả năng đưa ra quyết định dần được cải thiện. Gallagher đã bộc lộ được điểm mạnh của mình, đó là tầm hoạt động rộng cùng những bước chạy không mệt mỏi. Khả năng đeo bám của Gallagher sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đẩy lùi các tình huống phối hợp phát triển bóng của các cầu thủ đội chủ nhà. 6 gương mặt vừa kể trên hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc chiến nảy lửa nơi tuyến giữa. Với cả Tottenham lẫn Chelsea, đôi khi kiểm soát không phải là yếu tố cốt lõi để mang về chiến thắng, mà thay vào đó câu chuyện là cầu thủ sẽ phải khai thác khoảng trống và sai lầm của đối phương như thế nào. Hay nói một cách dễ hiểu, đây sẽ là cuộc chơi của những khoảnh khắc.